Chào các bạn, cửa hàng linh kiện điện tử linhkiensd.com. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn các IC công suất điều khiển động cơ 3 pha mà cửa hàng đang cung cấp. Mình cung cấp cả linh kiện tháo máy chính hãng và linh kiện mới chính hãng. Hôm nay cửa hàng xin giới thiệu đến các bạn đó là con PS219A4ASTX Mitsubishi. Con này PS10S92E6C. Đây là con tháo máy và tháo máy chính hãng và đã được bên mình test kiểm tra rất là kỹ và được dán tem bảo hành. Tất cả các IC, các linh kiện ở cửa hàng đều được bảo hành cho các bạn. PS M05S93E6C. Bên dưới video thì cửa hàng đã đặt các link của các cái con IC công suất này. Nếu bác nào quan tâm thì click theo các đường link để truy cập vào website cửa hàng. Đây là con PS219C4AST mới chính hãng. Khi truy cập vào website cửa hàng thì các bạn có thể đặt hàng thông qua số điện thoại trên cửa hàng hoặc là đặt hàng online ngay trên website. Sẽ có nhân viên gọi điện lại cho các bạn. Đây là con PS. Con này là con tháo máy chữ khá là mờ. PS219A4RV. Đây các bạn có thể nhìn thấy tháo máy. Ngoài ra cửa hàng còn cung cấp rất nhiều các loại linh kiện IC, các dụng cụ khác. Đây là con PS219A5ASTX. Thì xin mời các bạn truy cập vào website cửa hàng để tham khảo thêm. PS219B4CST. Linh kiện ST xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.